Tính đến thời điểm này, nông dân trong tỉnh An Giang đã thu hoạch gần 27.000 ha lúa thu đông năm 2024, đạt 16,89% diện tích xuống giống. Năng suất bình quân ước đạt 5,87 tấn một ha, tăng 0,14 tấn một ha so với cùng kỳ. Hiện nay, lúa thu đông chủ yếu ở giai đoạn làm đồng đến trổ chính, ước năng suất lúa bình quân vụ thu đông năm nay đạt 6,2 tấn một ha, tổng sản lượng đạt 984.237 tấn. Về liên kết sản xuất, đến nay các doanh nghiệp đã triển khai ký hợp đồng bao tiêu lúa cho nông dân thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ nông dân với diện tích là 14.313 trên 12.110 ha, đạt 118,19% so với kế hoạch. Mặc dù lúa vụ thu đông sản xuất trong điều kiện có mưa bão thường xuyên, nhưng do các địa phương đã chủ động trong công tác điều hành sản xuất, đồng thời thực hiện tốt công tác vận động nông dân phòng trừ sâu bệnh hại, chăm sóc cây lúa nên hiện nay đang phát triển tốt, trà lúa giai đoạn trổ, hạt lúa sáng đẹp ít sâu bệnh, khả năng sẽ đạt năng suất cao, góp phần đóng góp quan trọng vào tăng trưởng năm 2024 của ngành nông nghiệp. Phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên vừa bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn phường. Căn nhà đại đoàn kết được bàn giao có diện tích trên 27m², kinh phí xây dựng trên 98 triệu đồng. Trong đó, Ni sư Thích Nữ Như Mai, trụ trì chùa Phước Thạnh hỗ trợ 50 triệu đồng, cơ sở nước chấm chay Tư Hoa hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp. Căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho ông Nguyễn Văn Thành, cha của liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, với tổng kinh phí 50 triệu đồng, do tập thể cán bộ giảng viên trường chính trị Tôn Đức Thắng hỗ trợ. Đây là hoạt động không chỉ thể hiện sự quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp, mà còn thể hiện tinh thần, tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn của cộng đồng, giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, lãnh đạo thành phố Long Xuyên, địa phương và Mạnh Thường Quân đã trao tặng nhiều phần quà, chúc hai gia đình có căn nhà mới. Trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 11, tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tri Tôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2024-2025. Cuộc thi có 22 dự án sản phẩm của học sinh 16 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tri Tôn tham gia với nhiều đề tài khoa học thuộc các lĩnh vực như robot và máy tính, khoa học xã hội và hành vi, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật môi trường. Đây là những đề tài có tính áp dụng cao trong đời sống hàng ngày do các ý tưởng được đầu tư chất lượng sáng tạo khoa học thông qua các dự án, mô hình quản lý tưới cây từ xa, thiết bị nhặt và phân loại rác thải, thuốc xua đuổi thạch sùng dán ra khỏi bếp, dầu gội từ thiên nhiên, thùng rác tái chế từ chai nhựa, thiết bị cảnh báo lũ, cảnh báo sạt lở, cháy, vân vân. Cuộc thi là dịp để các học sinh thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Ban tổ chức hội thi sẽ chấm chọn, trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các sản phẩm tốt và chọn những sản phẩm mô hình xuất sắc dự thi cấp tỉnh.